Với sự đồng thuận ủng hộ mạnh mẽ của người dân, mô hình tuyến đường xanh sạch đẹp, tuyến đường hoa đang trở thành điểm sáng trong phong trào tham gia xây dựng nếp sống văn hóa văn minh trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên. Thông qua công tác tuyên truyền vận động của hệ thống chính trị cơ sở, mọi người đồng thuận chủ trương chung sức cải tạo nâng cấp, lắp đèn chiếu sáng, dọn dẹp vệ sinh môi trường và trồng hoa ở nhiều tuyến đường khu dân cư, tạo nên điểm nhấn tích cực trong cộng đồng. Bà con xung quanh ở đây thì ở từng cái gia đình một trước cửa nhà mình thì chúng tôi trồng cây và gia đình của các cái hộ ở đây là chăm sóc cho nên nó mới có một cái tuyến đường lớn như thế này, dài và xanh tốt như thế này. Hàng ngày là mình phải nếu nắng là mình phải đi tứ rồi sau mình tỉa cành rồi bắt đầu là mình mới bón phân rồi là cứ về quay quần như vậy. Rồi bà con nếu mà có rác là đem phải bỏ vô thùng rác cho nó gọn ghẽ. Để công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao, cấp ủy các cấp đã quan tâm chỉ đạo linh hoạt trong triển khai thực hiện đề án. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, chú trọng lựa chọn nội dung, mô hình phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, đảm bảo tính hiệu quả. Qua đó đã tạo được sự đồng thuận xã hội cao, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, ý thức xây dựng văn hóa văn minh đô thị được nâng lên, hành động vì cộng đồng ngày càng nhiều và lan tỏa trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, các mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, tuyến đường hoa, cải tạo văn phòng ấp, khu phố gắn với nơi sinh hoạt của người dân đã được phát huy nhân rộng ở các khu ấp trên địa bàn huyện. Theo như cái mục tiêu của đề án thì có 7 cái nhiệm vụ, 7 cái chỉ tiêu thì huyện cũng đã triển khai đến từng cái cơ sở trên địa bàn, 10 trên 10 xã đã có cái triển khai thực hiện. Trong đó thì trọng tâm thì các cái mô hình là đã thực hiện như là tuyến đường hoa, tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, được sự đồng tình ủng hộ, được sự là tham gia rất là nhiệt tình của bà con nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, huyện Bắc Tân Uyên nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề án 02 của tỉnh ủy về công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa văn minh giai đoạn 2021-2025, góp phần thúc đẩy tỉnh Bình Dương phát triển bền vững.